dầu nóng rồi mình sẽ cho cái tỏi vô nha các bạn. Mình đảo cho tỏi nó thơm ha. Và ok, mình sẽ cho ớt bột vô nha. Một ớt Hàn Quốc nha các bạn, cái tạo một màu đỏ. Và ok, mình sẽ đảo cho nó ra màu, mình sẽ cho cái măng chua vô nha. Rồi ok, mình sẽ cho măng chua vô nha. Đảo đó. Cho một chút xíu đường nha các bạn. Một món hạt nêm nha. Một món cà phê, khoảng một muỗng cà phê nước mắm chân thơm. Rồi các bạn đảo đều. Đảo đều cho nó thấm như vậy nha. Đó, cho nó chín cái mình sẽ cho hành lá vô. Đảo đều nha các bạn. Rồi cho nó chín thì mình sẽ cho hành lá vô ha. Khi các bạn chiên thì cảm thấy nó khô quá thì các bạn cho một chút xíu nước vô nha. Đó, măng nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hành lá vô nha các bạn. Mình lấy các bạn cắt khúc ha. Để cho nó thơm thôi chứ không có gì đâu. Lá vô bỏ vô thơm chứ có màu sắc đỏ, màu sắc cho nó đẹp thôi. Rồi nó đã chín rồi mình tắt bếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái măng này ra dễ nha. Sau khi mà mình bỏ ra dễ thì được cái món măng chua này các bạn. Măng chua mình xào, mình bỏ ớt vô đẹp lắm. Mình bỏ ớt hành lá vô thơm ngon lắm các bạn, này rất hấp dẫn nha. Mày ăn cơm là đúng bài luôn á, ăn cơm đúng ngon luôn nha các bạn.